Jack, cái tên đã quá quen thuộc với hầu như giới trẻ Việt Nam hiện nay, nhưng ít ai biết rằng chàng ca sĩ tài năng này đã trải qua đến 3 lần khởi nghiệp. Thật sự không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lần khởi nghiệp đầy sóng gió của Jack. Bắt đầu từ con số 0, có lẽ ít ai biết rằng Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, đến từ Bến Tre với xuất phát điểm là một giáo viên thánh nhạc tại một trường tiểu học. Nhưng vì quá đam mê ca hát, chàng ca sĩ tài hoa này đã rời bỏ môi trường sư phạm và tiến vào con đường ca hát. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp của anh khi gia nhập G5R, một trong những nhóm nhạc rap nổi tiếng tại miền Tây nói riêng và giới underground nói chung. Tính ra bước chuyển mình của Jack thật táo bạo đấy chứ. Nếu an phận và tiếp tục đi dạy, có lẽ chúng ta ngày nay sẽ không có những ca khúc như Sóng Gió, Bạc Phận hay Hồng Nhan, hay thậm chí là một anh chàng ca sĩ tài năng với số lượng fan đóm siêu khủng. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng chàng mèo đã khẳng định được bản thân mình khi những bản rap đầy màu sắc trên YouTube đã gây được sự chú ý đông đảo của khán giả như Về Bên Anh, Giai Điệu Miền Tây. Tiếp nối sự thành công là sản phẩm đầy chất lượng mang tên Hồng Nhan, với vẻ ngoài đầy thu hút cùng sự mộc mạc trong ca từ, ra đúng ngay thời điểm các bạn trẻ đang trên đường thực hiện sứ mệnh nghĩa vụ quân sự. Giai điệu đã chạm đến trái tim của khán giả và đã lan tỏa một cách rộng rãi. Jack đã lên đỉnh và lại về con số 0. Sự nghiệp của Jack đã thật sự đạt đỉnh khi quyết định khởi nghiệp lần 2, khi về hợp tác cùng với KICM, và từ đó Sóng Gió bắt đầu bủa vây anh chàng tài năng của chúng ta. Theo như lời KICM kể trên một buổi livestream, sau khi nghe giọng của Jack qua bài Hồng Nhan, anh đã nhắn tin cho Jack xin vocal để mix lại. Sau đó KICM đã chủ động hẹn gặp Jack khi đang trên đường về quê tại Sóc Trăng, và sau 4 ngày ngồi xuống cùng nhau, sản phẩm Bạc Phận đã ra đời. Với sự phối hợp giữa cặp đôi KICM và Jack, Bạc Phận là một ca khúc gây bão khi chỉ vừa mới ra mắt đã tiến thẳng vào top 10 Zing Chart và còn có suất thăng hạng khá cao. Bên cạnh đó, MV Bạc Phận đã đạt thành tích ấn tượng khi đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chứ dừng lại ở đó, giờ đây Sóng Gió sau Em Vô Tình là những bài hát cho dù có phải fan hâm mộ hay không, thì khi nhắc đến Jack và KICM thì hầu như ai cũng biết đến. Đánh dấu sự thành công cho con đường khởi nghiệp lần 2 với thánh đệm đàn KICM. Và MV mới nhất tính đến thời điểm hiện tại mang tên Em Gì Ơi, khi kết hợp với cô nàng streamer Misty, đã khiến khán giả vô cùng thích thú với gam màu nhạc trong sáng, giai điệu catchy, lời ca đơn giản và vui tươi. Những tưởng Jack đang đứng trên đỉnh cao danh vọng và sẽ phát triển nhiều hơn nữa, nhưng không, sau khi MV Sóng Gió đã được ra mắt thì quả thật Sóng Gió đã thực sự ập đến với Jack. Dành cho bạn nào chưa biết thì ở thời điểm ấy, anh đã bị quản lý của quân AP tố rằng mình chánh chọe, rằng không muốn xuất hiện chung với khách mời tại chương trình Giọng Á Giọng Ai và yêu cầu đổi khách mời, còn phải xóa luôn clip ghi hình trước đó tại chương trình. Tại thời điểm đó, nếu như chúng ta không biết sự thật đằng sau thì chắc ai có thương Jack bao nhiêu cũng khó mà bỏ qua. Thời còn ở ICM, dù được khán giả yêu thích qua bản Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, nhưng thái độ sao hạng A quá sớm của chàng ca sĩ mới nổi đã khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức Người Bí Ẩn đã chính thức lên tiếng xác nhận video bị gỡ vì lý do kỹ thuật. Hiện Đông Tây Promotion và bộ đôi KICM, Jack đang hợp tác rất tốt và không có vấn đề gì cả. Sóng Gió nói tiếp Sóng Gió. Một trang fanpage của cộng đồng rap Việt đã bất ngờ đăng tải bài viết bóc phốt về một nghệ sĩ trẻ đi lên nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng page lớn nhỏ. Dù không chỉ đích danh là ai, nhưng đa số đều ngầm đoán ra người bị tố ăn cháo đá bát đó chính là Jack. Thời gian gần đây, chủ nhân hit Sóng Gió liên tục dính vào những vụ ồn ào liên quan đến thái độ như mắc bệnh ngôi sao, chánh chọe và ăn cháo đá bát. Sau đó, đại diện của Jack đã khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm trong vấn đề làm việc. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2019, có những thông tin râm ran về việc Jack và KICM rạn nứt. Từ những bằng chứng như Jack bị ốm và thông báo không dùng Facebook, nam ca sĩ đã xóa số điện thoại quản lý khỏi trang cá nhân. Còn phần KICM và mẹ nuôi của anh cũng không có nhắc đến Jack trong những bài đăng của mình. Chưa hết, FC của Jack lên tiếng tố phía công ty của Jack bóc lột sức lao động của anh. Tối ngày 23 tháng 12 năm 2019, Jack viết một bài trên Facebook nói ca khúc Hòa Vô Sắc chỉ là bản demo chưa hoàn thiện. Từ lời chia sẻ này khiến cho suy luận về thời gian vừa qua giữa Jack và công ty ICM đang gặp nhiều mâu thuẫn và trong tương lai, bộ đôi này sẽ có hướng đi riêng. Sau khi bài viết được đăng tải, thì hình ảnh Jack đang nằm trong bệnh viện xuất hiện rầm rộ trên những trang mạng xã hội. Hình ảnh Jack bị suy nhược, stress do cường độ làm việc quá nhiều. Sau nhiều lùm xùm của Jack với công ty quản lý, Jack đã chính thức đổi biệt danh mà công ty quản lý anh đặt cho. Và lần khởi nghiệp này thật sự sóng gió, Jack mất đi tất cả, lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Nhưng thiếu khuyết giá anh nhận được, đó là cả gia đình đông đóm. Lần khởi nghiệp thứ 3 từ con số 0. Sau khi rời khỏi công ty ICM với những tranh cãi ồn ào, người trong giới đã truyền tay nhau về ngôi nhà mới của Jack với hàng loạt dự án trong năm nay. Theo đó, công ty mới mà Jack hợp tác là một công ty truyền thông lớn, nổi tiếng với nhiều chương trình truyền hình thực tế được yêu thích. Theo nguồn tin chưa được xác nhận thì Jack đã chính thức về với công ty Đất Việt. Đây là công ty tổ chức khá nhiều sự kiện và cũng gặt hái được nhiều thành công với những nghệ sĩ quen mặt, từ diễn viên Thúy Ngân, diễn viên hài Lâm Vĩ Dạ đến ca sĩ Trương Thế Vinh.
Khởi nghiệp lần 3 với hai bản nhạc mới demo cùng Virus và Thiên Lý Y và Đom Đóm. Jack đã chính thức lấy tên của mình là J97, việc đổi biệt danh qua J97 để tránh các bản quyền với công ty. Trải qua những thăng trầm như vậy sẽ giúp Jack mạnh mẽ hơn và tỉnh táo hơn trên con đường nghệ thuật sắp tới. Cụ thể là vào 20 giờ ngày 10 tháng 3, MV mang tên là Một Thằng Con Trai sẽ chính thức phát hành, đánh dấu sự trở lại của J97. Các bạn hãy đón xem cũng như ủng hộ Jack trong những sản phẩm sắp tới nhé. Và mong lần khởi nghiệp thứ 3 này, anh chàng đa tài nhà ta sẽ rắn rỏi hơn và tiến đến thành công. Và cũng đừng quên ủng hộ Gen Z bằng cách like, share và subscribe nhé. Chào xin và hẹn gặp lại.